Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Như các bạn đang thấy ở trên màn hình đó thì hôm nay mình có một cây đèn pin và một chiếc bóng đèn điện. Thực ra là hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái thủ thuật nhỏ để lấy cái đầu đèn này này làm cái tản sáng cho đèn rất là tuyệt vời luôn các bạn. Cái hiệu suất chiếu sáng nó rất là cao, nó cao hơn cái silicon khi chúng ta mua rất là nhiều. Đó, các bạn sẽ bẻ này ra. Đó, các bạn thấy không? Đây, chúng ta sẽ bẻ ra, chúng ta sẽ được cái này, chúng ta sẽ dùng cái này. Để dùng được cái này thì các bạn thấy nó không vừa này. Đó. Nó không vừa nha. Nó không vừa thì các bạn sẽ phải mài đi một chút. Các bạn sẽ phải dùng cái giấy nhám này này. Đây. Các bạn sẽ phải dùng giấy 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 nhám và các bạn sẽ chà đây này. Ok, các bạn sẽ chà. Chà xong thì các bạn sẽ được một cái sản phẩm như thế này. Đó, đây là mình đã chà rồi các bạn. Bạn thấy không? Đó. Sau khi các bạn chà nó sẽ được như thế này. Thì là lúc này thì các bạn có thể lắp vừa cái đèn. Rồi, các bạn thấy đây này. Đó, các bạn căn nó vừa, các bạn thấy không? Tuyệt vời luôn đúng không? Rất là đẹp. Thì lúc này thì các bạn có thể dùng đèn để chụp ảnh hoặc là quay phim buổi tối hoặc làm những công việc gì đó như đọc sách hạn. Với một chiếc đèn mà nó có độ sáng cao như này thì đó các bạn thấy không? Rất là mịn đúng không? Mịn cực mịn luôn, rất là tuyệt vời. Đó. Thì cái này nó thể dùng ở tất cả cho các loại đèn nhé các bạn. Các bạn chỉ cần lắp vừa là được. Ví dụ ở đây thì mình có thể sử dụng với lại đây đi. Với chiếc đèn này là sử với Brunei Wattkeeper PT18 ạ. Cái này nó hơi rộng đi. Đó, nó hơi rộng như này. Thì các bạn có thể xài thêm băng dính vào các bạn. Đây các bạn sẽ dùng băng dính. Các bạn chèn thêm vào trên đèn. Bạn chèn thêm vào cái đầu đèn này này. Đó. Bạn cuốn vài lớp vào là các bạn sẽ dùng được. Thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái tiền mà mua cái tản sáng các bạn, mà hiệu suất chiếu sáng thì nó cao hơn rất là nhiều luôn. Đó, các bạn cuốn vài lớp. Cuốn xong thì các bạn cắt nó đi. Đó. Đấy các bạn thấy không? Nó vừa rồi này. Đó, bạn thấy không? Đẹp chưa? Đấy. Bạn thấy không? Ánh sáng quá là đẹp luôn đúng không? Đây là xử với cái trường hợp của BLF A6 thì các bạn thấy nó rất rộng này, thì các bạn sẽ cắt cái chai nước này ra. Như chúng ta sẽ cắt cái chai nước ra, chúng ta sẽ sử dụng được cái tản sáng. Mình cắt cho các bạn coi nha. Cắt cái này ra thì các bạn sẽ ốp vừa ở đây này. Đó, các bạn thấy không? Như thế này. Đó. Đó. Bạn gài vào, các bạn thấy không? Vừa chưa? Đấy. Đấy, giờ chúng ta sẽ bật, bạn nhìn thấy không? Bạn nút vừa thôi, nút sâu quá thì nó không được. Đó, nó tới tầm này. Đó, các bạn thấy không? Đấy, rất là mịn luôn. Đó, với một chút cái thủ thuật rất nho nhỏ này thôi thì là các bạn sẽ tận dụng được, sẽ tạo được những cái tản sáng từ cái đèn hạt đèn cũ ấy, rất là tuyệt vời luôn. Thì ở đoạn cuối clip thì mình sẽ dùng cái tản sáng này, mình sẽ quay một số cái cảnh để cho các bạn coi thử, cũng đồng thời là vừa so sánh cái chất lượng của cái tản sáng này, cũng đồng thời là so sánh cái nhiệt màu giữa các loại đèn pin khác nhau. Rồi thì lát nữa trời tối mình sẽ quay và mình sẽ gửi cho các bạn cái clip. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip, thì chúc các bạn có những cái giây phút vui vẻ khi chúng ta chế cháo. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip tiếp theo.